第十四课。第十四课。出国。出国。Bài mười bốn。Bài mười bốn。Xuất ngoại。Xuất ngoại。Xuất ngoại. Từ mới. Từ mới. Quốc tịch. Quốc tịch. Trung Quốc. Trung Quốc. Việt Nam. Việt Nam. Người. Người. Người Trung Quốc. Người Trung Quốc. Người Việt Nam. Người Việt Nam. Người Đài Loan. Người Đài Loan. Người Macau. Người Macau. Người Singapore. Người Singapore. Người Hồng Kông. Người Hồng Kông. Người Malaysia. Người Malaysia. Người Thượng Hải. Người Thượng Hải. Người Bắc Kinh. Người Bắc Kinh. Người Quảng Tây. Người Quảng Tây. Người Quảng Đông. Người Quảng Đông. Người Quảng Châu. Người Quảng Châu. Làm hộ chiếu. Làm hộ chiếu. Làm visa. Làm visa. Làm thị thực. Làm hộ chiếu. Làm hộ chiếu. Làm visa. Làm visa. Làm thị thực. Làm thị thực. Yes. Hết hạn. Hết hạn. Hết hạn. Hết hạn. Visa. Visa. Hết hạn. Hết hạn. Visa hết hạn. Visa hết hạn. Rồi. Rồi. Hộ chiếu. Hộ chiếu. Hết hạn rồi. Hết hạn rồi. Của mình có thể xuất sắp. Sắp hết hạn rồi. Hết hạn. Sắp hết hạn rồi. Sắp hết hạn rồi. Sắp hết hạn visa rồi. Sắp hết hạn visa rồi. Sắp hết hạn hộ chiếu rồi. Sắp hết hạn hộ chiếu rồi. Hết hạn. Hết hạn. Sắp hết hạn rồi. Sắp hết hạn rồi. Gia hạn. Gia hạn. Gia hạn là gì sao? Đến chào chị Trang. Đến chào chị Trang. Bạn là người Trung Quốc hả? Bạn là người Trung Quốc à? Bạn là người Trung Quốc hả? Bạn là người Trung Quốc hả? Bạn là người Trung Quốc phải không? Bạn là người Trung Quốc phải không? Phải không thì cái chữ tao đọc. Nhi sư Trung Quốc lớn tuy mà. Bạn là người Trung Quốc phải không? Bạn là người Trung Quốc phải không? Chứ thống nhau của mình, bạn là người Singapore phải không? Bạn là người Malaysia phải không? Nhi sư Thái Quan lớn mà, chẳng có. Bạn là người Đài Loan phải không? Ok. Nà, của mình có cái Nhi sư bú sư Trung Quốc lớn. Bạn là người Trung Quốc phải không? Bạn là người Trung Quốc phải không? Bạn có phải là người Trung Quốc không? Bạn có phải là người Trung Quốc không? Tôi ý nhau nữa. Bạn là người Trung Quốc ở đâu? Ở đâu? Hoặc là bạn là người ở đâu Trung Quốc? Bạn là người ở đâu Trung Quốc? Bạn là người Trung Quốc ở đâu? Như của mình có số cho mà xem số cho cơ. Trung Quốc ở đâu? Trung Quốc ở chỗ nào? Bạn là người Trung Quốc ở đâu? Bạn là người Trung Quốc ở đâu? Bạn là người ở đâu Trung Quốc? Bạn là người Trung Quốc ở đâu? Bạn là người ở đâu Trung Quốc? Ở đâu Trung Quốc? Trung Quốc ở chỗ nào? Trung Quốc ở chỗ nào? Ở chỗ nào Trung Quốc? Ở chỗ nào Trung Quốc? Tôi có ý à? Tôi là người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam. Hộ chiếu của tôi đã làm xong chưa? 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 Chứng minh thư. Chứng minh thư. Chứng minh thư. Chứng minh thư. Nhân dân. Nhân dân. Chứng minh thư. Chứng minh thư. Chứng minh thư nhân dân. Chứng minh thư nhân dân. Chứng minh nhân dân. Chứng minh nhân dân. Người ta có thể gọi là thẻ căn cước nữa. Chứng minh thư. Chứng minh thư. Chứng minh nhân dân. Chứng minh nhân dân. Thẻ căn cước. Thẻ căn cước. Yes. 以前的, 他们叫 chứng minh thư nhân dân. 或者 chứng minh nhân dân. Ok. 你可以就是 短写 CMND. 人家也会懂的. 你的那个 CMND 呢, 你的身份证呢, 懂吗? 对,这样写他们也会懂。 现在,thẻ根哥, thẻ根哥是新版的, 有那个二维码, 可以扫码, OK? 贼通行, 贼通行, 行, 贼通行, 贼通行, yes, 绑来塞, 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 塞, OK, 那个几个都可以办的, OK, 但是这个是绑来塞要学。绑来塞。
học bằng lái xe. Bằng lái xe. Thi bằng lái xe. Thi bằng lái xe. Bằng lái xe. Bằng lái xe. Yes. Thi bằng lái xe. Thi bằng lái xe. Học bằng lái xe. Học bằng lái xe. Bạn có bằng lái xe chưa? Bạn có bằng lái xe chưa? Bạn có bằng lái chưa? Bạn có bằng lái chưa? Bạn có bằng lái xe máy chưa? Bạn có bằng lái xe máy chưa? Bạn có bằng lái xe ô tô chưa? Bạn có bằng lái xe ô tô chưa? Bạn có bằng lái. Bạn có bằng lái. Bạn có bằng lái máy bay chưa? Bạn có bằng lái máy bay chưa có? Máy bay là phi cơ, đúng không? 就是跟一个女的比你老的谈恋爱，姐弟恋，他们叫绑来买卖。我再跟你说，就是驾驶证，驾驶证是绑来塞，越南会有摩托车驾驶证，塞买绑来塞买，汽车绑来塞欧多，然后他们可能跟你开玩笑，他们。 他们可能跟你开玩笑，有个绑来买卖，绑来买卖有两个场合，就是一个是飞机员的执照，对吗？飞机员的执照，第一个意思就是跟你开玩笑，你跟一个老的女人谈恋爱，姐弟恋，他们会问你有没有。 飞机执照，飞机驾照，OK，飞机驾照，飞机驾驶照，OK， 绑个绑来买卖车，就是他可能比你老，你要不要跟他谈恋爱，对不对？嗯，OK， 他的意思就是你有没有经验，你有没有经验，学习嘛，对，绑来塞，绑来塞。 Bằng lái xe máy, bằng lái xe ô tô, giấy tờ nhà đất, giấy bảo hiểm, thẻ bảo hiểm, người ta hay gọi là thẻ nhé, thẻ bảo hiểm, bằng tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp cấp 1, bằng tốt nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học. Cao đẳng, đúng không? Bằng tốt nghiệp. Cao đẳng. Ok. Cao đẳng. Bằng tốt nghiệp đại học. Bằng tốt nghiệp trung cấp. Trung chí. Bằng tốt nghiệp trung cấp. Bạn sống chỗ nào Việt Nam? Tôi sống ở Hà Nội. Sài Gòn. Hồ Chí Minh. Sài Gòn和胡志明市西贡和胡志明. Nha Trang. Nha Trang. Đà Nẵng. Yes. Hội An. Huế. Nghệ An. Bình Dương. Miền Tây. Miền Bắc. Miền Bắc. Miền Bắc. Miền Trung. Miền Nam. Tôi sống ở Quảng Châu. Trung Quốc. Tôi sống ở Đài Loan. Đài Bắc. Đài Trung. Đài Nam. Bài tập mở rộng. Dịch sang tiếng Trung. Bài tập mở rộng. Mở rộng. Dịch sang tiếng Trung. 就是第十五课要把 这些句子翻译成中文。 我写出来给你。 Okay.